nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Hiểm họa trực chờ từ những con đập thủy điện sau thảm họa Kakuka. Tổng thống Nga tuyên bố kết thúc chủ nghĩa thực dân mới xấu xí. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Chiến sự nga Ukraina vỗ béo nhà sản xuất máy bay không người lái thổ Nhĩ Kỳ. Hiểm họa trực chờ từ những con đập thủy điện sau thảm họa Kakuka. Thủy điện là một nguồn năng lượng sạch giá rẻ, nhưng các hồ chứa nước đập thủy điện luôn được ví như những quả bom hẹn giờ. Chỉ cần có một sự cố nhân tạo hoặc thiên tai đủ lớn là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho dân cư phía Hạ Du. Vào lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 6 tháng 6, đập Kakuka ở Ukraine bất ngờ bị vỡ, đe dọa mạng sống của hơn 40.000 người ở phía Hạ Lưu. Đây là thảm họa đập thủy điện mới nhất, cho thấy những mối nguy hiểm luôn rình rập cùng những con đập thủy điện. Lợi thế của các đập thủy điện thông thường là khả năng trữ nước với chi phí thấp để biến thành điện sạch có giá trị cao. Chi phí trung bình của một trạm thủy điện lớn hơn 10 MW từ 3 đến 5 cent trên kWh. Các nhà máy thủy điện không phải chịu cảnh tăng giá của nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, khí thiên nhiên hay than đá và không phải nhập nhiên liệu. Các nhà máy thủy điện cũng có tuổi thọ lớn hơn các nhà máy nhiệt điện. Một số nhà máy thủy điện đang hoạt động hiện nay đã được xây dựng 50 đến 100 năm trước. Chi phí nhân công cũng thấp bởi các nhà máy này được tự động hóa cao. Do các đập thủy điện không sử dụng nhiên liệu nên việc tạo ra điện không tạo ra carbon dioxide. Mặc dù carbon dioxide ban đầu được sản sinh trong quá trình xây dựng dự án và một số khí mê được thải ra hàng năm bởi các hồ chứa, thủy điện có lượng phát thải khí nhà kính thấp nhất trong các ngành sản xuất điện. Theo dự án Eastern e của Viện Paul Schreier và Đại học Stuttgart, Thủy điện ở châu Âu tạo ra lượng khí nhà kính ít nhất so với bất kỳ nguồn năng lượng nào. Đứng ở vị trí thứ hai là gió, thứ ba là năng lượng hạt nhân và thứ tư là điện mặt trời. Tuy nhiên, việc xây dựng đập thủy điện đòi hỏi phải thay đổi một diện tích rộng lớn, thường đi đôi với việc phá rừng xẻ núi. Điều này ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái. Các nghiên cứu đã cho thấy, các đập nước dọc theo bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương ở Bắc Mỹ đã làm giảm lượng cá hồi vì chúng ngăn cản đường bơi ngược dòng của cá hồi để đẻ trứng. Các tua bin cũng làm chết nhiều con cá hồi trên đường đi ra đại dương. Các cơ sở đập thủy điện còn lại phải giữ lại khối lượng nước lớn, nên việc vỡ đập do xây dựng kém, thiên tai hoặc phá hoại có thể là thảm họa cho các khu dân cư, mùa màng và cơ sở hạ tầng. Trong cơn bão Nina năm 1975, đập Ban ở miền Nam Trung Quốc đã bị vỡ, gây ra cái chết của 26.000 người và 145.000 người khác do dịch bệnh. Hàng triệu người bị mất nhà cửa, Hai con đập Dnipro cũng ở sông Dnipro bị vỡ năm 1941 làm thiệt mạng khoảng 100.000 thường dân Ukraine cũng như binh lính Liên Xô. Đập Kakuka nằm trên sông Dnipro ở Kherson Oblast, Ukraine, được xây dựng từ năm 1950. Mục đích chính của con đập là sản xuất thủy điện, tưới tiêu và điều hòa giao thông thủy. Đây là con đập thứ 6 và là con đập cuối cùng trong bậc thang các hồ chứa trên sông Dnipro. Công suất lắp đặt của nhà máy thủy điện Kakhoka là 357 MW. Hồ chứa của con đập có 18 km khối nước, tương đương với hồ muối lớn ở Mỹ. Hồ chứa Kakhoka cung cấp nước để làm mát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Japorecha 5,7 GW và là nguồn nước uống và tưới tiêu cho các khu vực phía nam Ukraine và phía bắc Crimea thông qua kênh Bắc Crimea và kênh Dnipro Karivirit. Đập bao gồm các kè dài ở cả hai bên, đập chính rộng 3,2 km vụ vỡ đập thủy điện Kakuka sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hàng vạn người ở cả hai bên chiến tuyến do mất nhà cửa, lương thực, nước sạch và sinh kế. Thậm chí có thể đe dọa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu dẫn tới thảm họa nguyên tử. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Japorizhia. Vào giữa tháng 10 năm 2022, có một số tin tức cho rằng Nga có thể đã lên kế hoạch cho nổ con đập để làm chậm cuộc phản công của Ukraine trong khu vực. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, một vụ nổ lớn xảy ra trên con đập, được chiếu trên kênh truyền hình. Phần đường bộ và đường sắt đã bị phá hủy, nhưng con đập không bị hư hại. Giới chức Nga đã mở thêm các cửa cống cho phép nước ô ạt chảy ra khỏi hồ chứa. Cơ quan quản lý quân sự khu vực Chaporizhia cho rằng, mục đích của việc này có thể để làm ngập khu vực phía nam con đập nhằm ngăn lực lượng Ukraine vượt sông Dnipro. Đến đầu tháng 11 năm 2022, Nước trong hồ chứa Kakoka giảm xuống mức thấp nhất 30 năm, làm thiếu nguồn nước tưới và nước uống, cũng như các hệ thống làm mát nhà máy điện hạt nhân Japorichia. Nhưng đến tháng 5 năm nay, mực nước trong hồ chứa đạt mức cao nhất trong lịch sử và có vẻ như đã tràn qua đỉnh đập. Mực nước dâng cao khiến một số ngôi làng lân cận bị ngập lụt. Cho đến ngày 6 tháng 6, một vụ nổ đã gây thiệt hại đáng kể cho phần trung tâm của con đập rộng 3,2 km, dẫn đến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở Hạ lưu. Theo Liên Hiệp Quốc, vụ vỡ đập Kakhovka sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc. Con đập bị phá hủy dẫn đến khoảng 40.000 người phải sống trong vùng lũ lụt. Hơn 40 thị trấn và làng mạc khác ở Ukraine bị ngập lụt nghiêm trọng và một lượng lớn gia súc đã chết là thiệt hại nặng nề nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, vụ vỡ đập khiến ít nhất 150 tấn dầu từ con đập đã rò dỉ vào sông Dnipro. Thiệt hại về môi trường ước tính là khoảng 50 triệu euro cho đến nay cả nga và ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập nga cáo buộc ukraine pháo kích làm vỡ đập trong khi các quan chức ukraine cho rằng thảm họa do nga gây ra hiện vẫn không thể xác định bên nào đúng bên nào sai trong vụ vỡ đập kakhuka Tổng thống Nga tuyên bố kết thúc chủ nghĩa thực dân mới xấu xí, nhà lãnh đạo Nga phát biểu tại một diễn đàn kinh tế thường niên ở Saint Petersburg, trong bối cảnh chiến sự ở Ukraina tiếp diễn và Nga đang hứng hàng loạt đòn trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, hệ thống quan hệ quốc tế kiểu tân thực dân xấu xí đã không còn tồn tại, trong khi trật tự toàn cầu đa cực đang được củng cố. Đây là điều không thể tránh khỏi, ông Putin nói. Tổng thống Putin nhiều lần lên án sự thống trị của Mỹ trong chính trị quốc tế và khắc họa chiến dịch quân sự ở Ukraine như một trận chiến chống lại phương Tây đang suy đổi. Ông cáo buộc các nước phương Tây từ chối đối thoại với Nga và chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể đối thoại với họ vào thời điểm nào và về cái gì, ông nói. Về kinh tế Nga, ông thừa nhận rằng quý hai năm ngoái là giai đoạn khó khăn nhất khi phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ. Hôm nay chúng ta có thể tự tin nói rằng chiến lược được cả nhà nước và doanh nghiệp Nga lựa chọn vào thời điểm đó đã phát huy hiệu quả. Tổng thống Nga khẳng định. Ông Putin cho biết khoảng một nửa số người Nga đã rời khỏi đất nước sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine đã quay trở lại. Quá trình này đang tiếp tục, nhưng nếu ai đó muốn sống ở một nơi khác, hãy tự quyết định, ông nói. Ông cho biết nhiều người Nga hiện đang sống ở UAE, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan tôi không thấy điều gì sai trái ở đây hãy để mọi người sống ở nơi họ thấy phù hợp ông putin nói cũng trong bài phát biểu nhà lãnh đạo nga lần đầu tiên xác nhận rằng các vũ khí hạt nhân chiến thuật được đưa đến quốc gia đồng minh belarus như một lời nhắc nhở phương tây rằng họ không thể gây ra một thất bại chiến lược đối với nga tổng thống putin nhấn mạnh rằng ông không thấy cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân vào thời điểm này những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển đến lãnh thổ belarus nhưng đó mới chỉ là những quả đầu tiên phần đầu tiên Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này vào cuối mùa hè hoặc cuối năm, ông Putin nói. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận nước này đã bắt đầu tiếp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, trong đó có những vũ khí mạnh gấp 3 lần loại bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống hai thành phố của Nhật Bản năm 1945. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố Ukraine sẽ sớm cạn kiệt thiết bị quân sự, khiến nước này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây, giảm khả năng chiến đấu lâu dài. Về vấn đề phi quân sự hóa, Ukraine sẽ sớm dừng sử dụng thiết bị của chính mình. Chẳng còn gì nữa. Mọi thứ mà họ chiến đấu và mọi thứ họ sử dụng đều được đưa từ bên ngoài vào. Cha, bạn không thể chiến đấu như vậy lâu được, ông nói. Trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến Nga-Ukraine, máy bay không người lái UAV Barakta TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ được ca ngợi là vị cứu tinh cho Ukraine và là tương lai của chiến tranh. Việc Ukraine phá hủy các hệ thống pháo và xe bọc thép của Nga bằng UAV Barakta TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến cả thế giới mong muốn trở thành khách hàng của họ, theo một nhà thiết kế sản phẩm này cho hay. Nhiều báo cáo và video có nội dung về việc Ukraine sử dụng vũ khí trên để tấn công xe tăng, thiết giáp và tàu tuần tra của Nga. Sự nổi tiếng của chúng thậm chí còn chuyên cảm hứng cho một bài hát dân ca lan truyền phổ biến. Seku Barakta, người điều hành công ty Bayka ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với anh trai Haluk cho biết, các máy bay không người lái đã cho thấy công nghệ cách mạng hóa chiến tranh hiện đại như thế nào. Ông tiết lộ với Reuters bằng tiếng Anh bên cạnh máy bay không người lái mới AKC tại một cuộc triển lãm ở Baku, Azerbaijan. Cả thế giới sẽ là khách hàng của chúng tôi. Trong thời gian ngắn, TB2 có sải cánh dài 12m và có thể bay cao tới 25.000 feet trước khi lao xuống tiêu diệt xe tăng và pháo binh bằng bom xuyên giáp dẫn đường laser, khả năng làm suy yếu ưu thế quân sự áp đảo của Nga. Chiếc máy bay không người lái này nổi tiếng đến mức nó đã trở thành chủ đề của một bài hát được yêu thích ở Ukraine với điệp khúc Barakta, Barakta. Máy bay không người lái Barakta đã nhận được sự chú ý từ Tổng thống Nga Putin và Bộ Quốc phòng Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Máy bay không người lái Barakta TB2 đang làm những gì nó phải làm, hạ gục các hệ thống phòng không, hệ thống pháo và xe bọc thép tiên tiến nhất trên thế giới. Cả thế giới đang muốn là khách hàng của chúng tôi ông Barakta, con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và là cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Massachusetts, chia sẻ. Với chiều dài là 6,5 m sải cánh rộng 12 m và khả năng bay với tốc độ tối đa là 220 km h trong phạm vi tác chiến tối đa là khoảng 6.000 km, UAV Barakta TB2 đã làm rất tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo và cập nhật tình hình chiến trường theo thời gian thực, qua đó hỗ trợ quân đội Ukraine trong việc trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Ngoài ra với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 650 kg, UAV Barakta TB2 có thể mang theo các tên lửa MAML và MAMC nhằm nhiệm vụ tấn công các lực lượng đối phương trên mặt đất. 3K được thành lập vào những năm 1980 bởi cha của Odemir Barakta, bắt đầu tập trung vào máy bay không người lái vào năm 2005 khi Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng địa phương. TB2 đã từng là một nhân tố tham gia các cuộc xung đột ở Syria, Iraq, Libya và Nagorno, Karabakh cũng như Ukraine. Hiện thiết bị đang là mũi nhọn thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng toàn cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết nhu cầu quốc tế là rất lớn đối với TB2, còn với Akinci thì mới hơn. Barakta, người đã kết hôn với con gái của ông Erdogan cho biết, Barakta có thể sản xuất 200 máy bay không người lái TB2 mỗi năm. Ông tự hào rằng các máy bay không người lái đã được sử dụng ở nagorno karabakh một vùng đất của người Armenia thuộc đồng minh Azerbaijan của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lực lượng của Baku đã chiếm lại các vùng lãnh thổ vào năm 2020 và ở Ukraine. Ông Barakta nói, việc chiếm đóng bất hợp pháp Karabakh giống như vết thương lòng từ thời trẻ của chúng tôi, và với tư cách là các kỹ sư phát triển công nghệ, thật vinh dự khi được giúp các anh chị em của chúng tôi ở đây lấy lại đất đai của họ. Nga vừa chào hàng một thế hệ vũ khí laser mới, bao gồm một hệ thống di động mà Moscow cho rằng có thể làm mù các vệ tinh quay quanh quỹ đạo và tiêu diệt các máy bay không người lái. Nhưng Barakta, người sinh ra ở Istanbul và học tại Đại học Pennsylvania và Viện Công nghệ Massachusetts nói rằng những vũ khí như vậy không hiệu quả với TB2. Ông nói phạm vi của chúng bị hạn chế nên nếu phạm vi cảm biến và đạn dược của bạn nhiều hơn, thiết bị trên sẽ trở nên không hiệu quả. Bayka đang nghiên cứu một máy bay TB3, cánh có thể gập lại và có thể cất cánh hoặc hạ cánh trên tàu sân bay đường băng ngắn và một máy bay chiến đấu không người lái có tên là MUIS hoặc Kazilema. Chuyến bay đầu tiên của Kazilema là vào năm sau và TB3 vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Bà Đắc ta nói, nếu bạn nhìn vào thời gian dài hơn, chúng tôi đang làm việc trên máy bay không người lái taxi, vì chúng tôi cần phát triển công nghệ tự chủ cấp cao hơn, cơ bản là về AI, trí tuệ nhân tạo nhưng nó sẽ cách mạng hóa cách mọi người sẽ được di chuyển trong các thành phố. Cuộc tấn công của Nga đã khiến cho hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di rời và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Ông Putin nói rằng Washington đang sử dụng Ukraine để đe dọa Nga thông qua việc mở rộng NATO và rằng Moscow phải bảo vệ những người nói tiếng Nga khỏi bị đàn áp. Ukraine và các đồng minh phương Tây của họ bác bỏ những điều này là vô căn cứ để xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Thực tế, cuộc xung đột giữa hai quốc gia láng giềng Nga và Ukraine đã và đang mang đến cho nhà sản xuất máy bay không người lái Barakta của Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lợi ích cả về mặt thương mại lẫn công nghệ. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã khẳng định vai trò không thể thay thế của các UAV trong chiến tranh hiện đại. Ngay từ trước khi xung đột nổ ra, chính quyền của Tổng thống Zelensky đã đầu tư trang bị cho quân đội nước này nhiều máy bay không người lái Barakta TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh các UAV hạng nhẹ được sản xuất trong nước và viện trợ từ nước ngoài, loại UAV này đã cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc trên chiến trường. Nhờ màn thể hiện vượt trội tại Ukraine, nhà sản xuất máy bay Bayka của Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận các sản phẩm của công ty này đang nhận được sự quan tâm của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới và nhiều đơn đặt hàng đang liên tục đổ về. Senku Barakta, người điều hành nhà sản xuất Bayka ở Istanbul, khẳng định các máy bay không người lái của họ là một minh chứng cho thấy công nghệ đã cách mạng hóa chiến tranh hiện đại như thế nào. Không chỉ có những ưu thế về mặt thương mại, việc ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với chính quyền Ukraine còn cho phép nhà sản xuất máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận được với những công nghệ ưu việt của Kiev, đặc biệt là trong lĩnh vực động cơ. Tuy nền công nghiệp quốc phòng Ukraine đã suy yếu đi đáng kể sau khi tách ra khỏi Liên Xô, công nghệ sản xuất động cơ cho tên lửa và máy bay của Kiev vẫn rất đáng nể. Tận dụng cơ hội này, Bayka đã thuyết phục Ukraina cho phép sử dụng động cơ AI-TLT do nhà máy Motosik chế tạo để trang bị cho máy bay không người lái siêu âm mới của hãng. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của máy bay không người lái Barakta Kajilema sử dụng công nghệ động cơ Ukraina đã diễn ra thành công vào hôm 19 tháng 9, giới phân tích nhận định việc Bayka đang trong quá trình xây dựng một nhà máy trên lãnh thổ Ukraine, khả năng nhà thầu quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ học hỏi được, thậm chí là nhận chuyển giao các công nghệ quân sự quan trọng từ Ukraine là một điều rất có khả năng. Tuy nhiên, hơn một năm sau, những chiếc máy bay không người lái từng được đánh giá cao gần như đã bị bắn hạ hoàn toàn và những chiếc còn lại chỉ còn nhiệm vụ trinh sát. Samuel Bendet, nhà phân tích và chuyên gia về các hệ thống quân sự không người lái và robot tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, cho biết Đánh giá chung về các máy bay không người lái như TB2 là chúng hoạt động tốt mà không cần hệ thống phòng thủ chiến tranh điện tử và không quân tinh vi chống lại chúng. Là một UAV tương đối chậm và bay thấp, chúng có thể trở thành mục tiêu của nhiều hệ thống phòng không được tổ chức tốt. Chúng tôi đã thấy điều này ở Libya và ở nagorno karabakh Mặc dù Nga sẽ bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công trong những tháng đầu cuộc chiến, nhưng nước này đã sớm thích nghi để cải thiện tác chiến điện tử của mình và từ đó bắn hạ và gây nhiễu thành công nhiều máy bay không người lái của Ukraine. Theo Bendet, một khi quân đội Nga cùng hành động, họ có thể hạ gục nhiều TB2. Ukraine cho biết năm ngoái họ đã nhận được 50 máy bay không người lái TB2 kể từ khi Nga bắt đầu phản công. Nhưng đến cuối năm 2022, UAV này đã biến mất phần lớn khỏi chiến trường. Chỉ huy lực lượng phòng không Nga, Trung tướng Andrei Demin tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã phá hủy hơn 100 máy bay không người lái vào tháng 4. Giờ đây, Ukraine chủ yếu sử dụng TB2 cho mục đích tình báo, giám sát và trinh sát hơn là để tấn công. Chiến tranh điện tử là một phần quan trọng trong chiến thuật của Nga và góp phần gây ra tổn thất to lớn cho máy bay không người lái của Ukraine. Một báo cáo do Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh công bố cho hay, các nhà nghiên cứu của Russia nói rằng sau thảm họa về thành tích của quân đội Nga khi bắt đầu cuộc tấn công, quân đội Nga đã thích nghi với sự đẩy lùi của Ukraine, ngay cả khi họ phải vật lộn với tinh thần xa sút và việc sử dụng hiệu quả các cuộc tấn công bằng thiết giáp hạng nặng và không quân. Quân đội Nga đã thích nghi và sẽ gây khó khăn cho đối phương đến đây thì thời lượng của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp đánh giá của quý vị ở phần bình luận cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại